Đề bài ngày hôm nay. Trong bài Mùa thảo quả, nhà văn Ma Văn Kháng tả hương thơm của rừng thảo quả như sau. Gió Tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, giải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm chim san. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm, ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. Ở đề bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ khai thác những gì? Đề bài ngày hôm nay yêu cầu các con nhận xét về cách dùng từ, cách đặt câu, nhấn mạnh hương thơm của thảo quả chín trong đoạn văn trên. Như vậy, nằm trong dạng 1, đề bài này muốn con tìm hiểu cách mà tác giả sử dụng từ, cách mà tác giả đặt câu. Đây chính là dạng bài rất đặc trưng của dạng 1. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu phần đoạn qua phần thứ nhất, đọc và hiểu nội dung. Ở bài này, con có thể thấy tác giả sử dụng câu thứ nhất khá dài. Nhưng phần ngắt nghỉ rất rõ nét bởi tác giả đã tách các ý bằng dấu phẩy. Tuy có câu dài sau cùng này, tác giả không sử dụng dấu phẩy, vì thế con sẽ nghỉ một nhịp sau từ hương thơm đậm. Trong bài miêu tả về hương thơm, cho nên con sẽ nhấn mạnh các từ để gợi tả về mùi thơm, các từ nhấn mạnh về hương thơm. Bên cạnh đó, những từ để miêu tả gió đã mang hương thảo quả đi cũng là từ các con cần chú ý để nhấn giọng. Các con theo dõi trên màn hình nhé. Đó chính là những từ mà các con phải chú ý nhấn giọng trong đoạn văn này. Bây giờ các con cùng đọc lại với cô nhé.